Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, mưa diện rộng khắp ba miền, Nam Trung Bộ đến Nam Bộ mưa rất to. Ngày 10 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác trước khi không khí lạnh tăng cường tràn về. Khu vực này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11 tháng 5, khối không khí lạnh khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ 11 đến 12 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong vòng 24 giờ. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đợt mưa này ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng kéo dài nhiều ngày sau đó. Ngoài ra, ngày và đêm 10 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Quý vị lưu ý đợt mưa dông diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 22 tháng 5. Phần tiếp theo của chương trình, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10 tháng 5 năm 2023. Phía Tây Bắc Bộ, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm mưa vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông còn có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và có dông rải rác, gió nhẹ, dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Ngày mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.